Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Giò. Mình Lưu Vi Tào Lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây Ly. Đây là thánh địa Gò Sồi. Số 49A đường số 16, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những thánh địa hiện tại bây giờ kèo chế rất ghê và rất ghê. Và Sang Văn Rang đã rời tổ ấm thị xã Dĩ An Bình Dương, gia nhập Gò Sồi cùng với Lửa Lửa, bên kia là Phước Tim và Chính Sinh Vĩnh Lộc. Rồi cho rồi nó nạp hết. Rồi bạn ngồi bạn làm đi. Rồi đại đi, chích quá ra bộ đội cho nó ngồi bạn ngồi luôn. Ông đã. Ông đã. Một pha xử lý không cảm giác của Lửa Lửa, 4-3 ra ngoài. Ba. 3-0 luôn, trời ghê vậy. Hiện tại bây giờ Phước Tim Tân Trụ Long An là một trong những cầu thủ trẻ rất lên và rất lên đi các bạn của Gò Sồi nha. Một pha xử lý cảm giác quá hay của Sang Phan Rang. Sang Phan Rang có biệt danh là Sang La Làng, người từng khắc tinh những con cọp hạng nặng của làng bóng chuyền phối. Sang Phan Rang quê trại giam Sông Cái, Ninh Sơn, Phan Rang. Chỗ thay mặt mới hả anh Thơ? Quá đáng tiếc cho Sang Phan Rang, một pha chạm lưới. Bốn một. Quá hay cho Sinh Sinh. Một pha phối hợp quá hay giữa Phước Tim và Sinh Sinh. 5-1. Đây là hai bộ đồng phục, bên kia là hắc y đen, quần đen áo đen, còn bên đây là nâu và đen. Đây là cởi trần gọi là nâu nha các bạn. Còn sân này tôi giới thiệu các bạn, biển số 1 là taxi. Taxi, truyền nhân của khách chipper, truyền 2 là biển số 1. Còn trên trọng tài thì hiện tại bây giờ có 3 đĩa quyền thối, quyền 6 hàng thoại. Quá đáng tiếc cho Sao Mà Đang, bóng không vào lưới. Quyền 6 hàng thoại. Sáu một. Lại là Lửa Lửa. Em cho anh theo bên khách nằm ở đấy. Lửa Lửa và Sang Phan Rang. Còn bên kia là Phước Tim và Sẽ Như Lộc. Thế thôi. Vừa rồi anh bắt cửa này rồi trận đấu này. Nhà Đại Lâm già rồi, anh ta đã lắp khai rồi. Giờ anh ta chỉ làm chú ý thôi. Quá hay cho cái chân Lửa Lửa. Các bạn thấy tuổi trẻ, sức khỏe và kỹ năng kỹ thuật rất tốt các bạn ơi. Lại là Sang Phan Rang tự sát tại đắp đắt. 8-1 đổi sân. Đây có phải nói thật sự là sân nhà của Sinh Sinh và Phước Tim, còn bên kia là sân khách. Còn bên đây là Thanh Hoài, Tân Hưng, Long An. Còn bên kia là Phong Bến Tre, cao thủ ghê gớm, còn tí chuyên môn nhổ râu.
trà tí thôi, hai gói. Còn sau lưng là Đắc Kim Tài tiệm vàng Lê Quế Bình Chí Đông. Các bạn nào có thấm vàng thì lại Đắc Kim Tài nha. Còn đây là bộ đội Vua Lê Đòn, chuẩn bị là những người chung tem với Đại Lâm, chuẩn bị giải đầu dò 33 ngày ở Dĩ An. Không biết bộ đội Đại Lâm đi tới đâu, bên Ninh Kiều hay là Sóc Trăng, Bạc Liêu. Tỷ số 10-11, không tin được các bạn ơi. Quá hay. Một pha tự sát của Phước Tim. 20. Hiện tại bây giờ Phước Tim là cầu thủ trẻ đang lên, giống như 3B của đội Paris Saint-Germain. Mới phát hiện lên của sân cầu trời. Đang mở công ty lớn. Ba Đía. Ba Đía ơi, mua quạt chạy cái cho coi coi. Đấy, còn cho là Ba Đía huyền thoại mua quạt quá ghê. Đây là một lao tài phía đầu bị bộ đội quốc tê liệt. Nói luôn đi cho lỗi. Một pha tấn công quá hay của Phước Tim. Thật sự sang la làng, rời khỏi tổ ấm Di An, không còn la làng nổi nữa rồi các bạn ơi. Ôi cơm và ôi cơm. Còn đây là anh chủ sân. Chưa chết các bạn ơi. Lỡ lỡ lại tự sát tại Nam Lạc. Còn đây là anh Huy, người chủ sân đã giúp đỡ bóng banh đầu cho Đại Lâm tới các em bé dùng sông khai các bạn. Còn đây là Đắc Kim Tài, chủ tiệm vàng. Các bạn nào có đây liên hệ với đánh banh tiệm vàng luôn nha. Anh cứ là để mình cứu rồi đó. Đá một cái lật xương rồi. Còn là cứu được đây luôn. Rồi đứng đây sao khán giả sao sao rồi. Lại là lỡ lỡ phát bóng tự sát tại Lâm Lạc. 13-3, không thể tin nổi có điều gì xảy ra. Quá hay cho Phước Tim. Quá hay cho Phước Tim, chưa chết đâu. Quá hay. Thật sự Sang Phan Rang có vấn đề gì tại Thánh Địa Gò Sòi. Mười bốn ba. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng Phước Tim và Sinh Sinh Vĩnh Lộc. Tỷ số 15-4, 15-3 quá ghê các bạn ơi. Không thể tin được điều gì đang xảy ra giữa Lửa Lửa và Sang Sang khi rời tổ ấm Dĩ An Bình Dương. Anh ta chỉ giết Đại Lâm thôi. Lỡ lỡ 15 tuổi, cao 1m41. Quá ghê già, quá ghê. Hiện tại bây giờ anh ta đang đầu quân ký hợp đồng cho đội 23-1, hẻm 23-1 thành Trần Hưng Đạo, Dĩ An, Bình Dương cùng với Quốc Tân và Eto.
Bộ ba hiện tại bây giờ của quận 12 đang đầu quân cho Dĩ An Bình Dương các bạn ơi. Cùng với Sam Phan Rang. Hợp tác thứ gì chịu nổi. Ê vậy ơi. Sam Phan Rang tắt điện không còn lá làng. Không liên tục.